Kích thước của đảo Mavriki trước là thuộc địa của Hà Lan, sau là của Pháp, rồi đến Anh, chỉ bằng một thành phố lớn, 65 km chiều dài và 48 km chiều rộng. Để đi hết hòn đảo này từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông chỉ mất có vài giờ đồng hồ. Thế nhưng các địa điểm thú vị ở đây thì đủ cho cả một quốc gia rộng lớn. Tại thủ đô của đảo Mavriki, cảng Lui có viện bảo tàng bưu chính nổi tiếng khắp thế giới. Được có mặt tại đây là ước mơ của tất cả những người say mê sưu tầm tem một cách thực thụ. Xin chào. Trong viện bảo tàng này có hai mẫu mà chúng ta quan tâm: tem Red Penny, penny đỏ, trị giá 1 penny, và Blue Penny, penny xanh, trị giá 2 penny. Cả hai con tem này đều được đưa vào lưu hành từ năm 1847. Con tem màu đỏ là để chi trả các dịch vụ bưu chính trong thành phố, còn con tem màu xanh là dành cho dịch vụ trên toàn đảo. Đó là hồi xưa, những con tem này có giá trị 1 đến 2 penny, còn giờ đây giá của chúng cao hơn rất nhiều, mỗi con tem lên đến 1,5 triệu đô la. Chúng được trưng bày cẩn thận sau những tấm kính chống đạn. Trên những con tem lứa đầu người ta đề Post Office, bưu điện, và đó không phải là dòng chữ đặc trưng cho những con tem của Anh Quốc thời bấy giờ. Thường thì người ta viết rằng Postpaid có nghĩa là thanh toán bưu chính. Những con tem có dòng chữ Post Office hiếm hơn và tất cả những người chơi tem đều sẵn sàng đánh đổi cả gia tài của mình để có nó. Gần như toàn bộ là tem đầu tiên đều được dùng để thanh toán dịch vụ bưu chính của vợ toàn quyền Anh thời đó. Bà đã dùng chúng để gửi thiệp mời dự tiệc. Những con tem mà chúng ta vừa có vinh dự được ngắm nhìn có giá trị lớn đến vậy, trước hết là vì đó là những con tem đầu tiên được phát hành trên lãnh thổ một thuộc địa của Anh. Trước đó người ta chỉ phát hành tem trên lãnh thổ chính quốc Anh mà thôi. Mavriki là Ấn Độ thu nhỏ, có tới 70% dân số ở đây là người Ấn. Họ là con cháu của những người tới hòn đảo này từ thời thuộc địa Pháp và Anh. Trước đây, những người gốc Ấn làm công nhân xây dựng, thợ thủ công, công nhân nông nghiệp. Giờ đây, đa số họ làm nghề buôn bán, hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh khách sạn. Trong bộ máy chính phủ và quốc hội của nước Cộng hòa này cũng có không ít người Ấn, như Thủ tướng Mavriki chẳng hạn, cũng là người Ấn. Tôi tình cờ gặp ông tại một tiệc cưới ở nông thôn. Cộng đồng Ấn Độ ở Mavriki rất đặc trưng, trước hết là do ở đây hoàn toàn không có hệ thống đẳng cấp. Ở đây không có người Balamon, không có Sudra, không có Vaisya, không có Kshatriya, và cũng chẳng có những người thuộc đẳng cấp không thể động chạm tới. Nếu như một người nào đó muốn lấy vợ lấy chồng, thì họ có thể làm điều này một cách hoàn toàn tự do, không cần phải lo lắng gì tới vấn đề đẳng cấp cùng các ràng buộc ngặt nghèo của hệ thống này. Ngôi làng nơi cặp vợ chồng mới cưới sẽ ở là ngôi làng lớn nhất đảo, gần như một thành phố. Tại đây có đền thờ Ấn Độ giáo lớn nhất đảo, Makhevanath, cái đích hành hương của những người Ấn Độ giáo trên đảo Mavriki. Trên địa phận của tổ hợp đền Makhevanath có vài ngôi đền thờ riêng từng vị thần cũng như từng nhóm các vị thần. Theo phong tục ở đây, cần phải cúng đồ ăn cho các vị thần. Những người khách hành hương và những người tới đây lễ bái đều làm như vậy. Họ mang theo mình chuối, táo, cam. Đôi khi có cả rau, bánh kẹo mà họ làm cũng từ rau quả. Nhưng thường gặp nhất là hoa quả. Tôi cũng đã mua hoa quả và mua thêm một quả dừa nữa. Bây giờ tất cả những thứ này phải bày thật đẹp trên một chiếc khay cúng mà tôi đã mua tại một cửa hàng bán đồ lễ. Suýt nữa thì quên. Cuối cùng, tôi sẽ bôi tico lên trán. Đó là những cái vạch màu đỏ để nói lên rằng tôi đã đến đền thờ với một tâm hồn cởi mở và với những mục đích tốt đẹp. С открытой душой и с благими намерениями.
như thế này phải không nhỉ? Bây giờ thì phải làm thế nào mà mang đi được chứ? Có thể đi khắp các đền điện theo bất cứ thứ tự nào, thuận chiều kim đồng hồ hay ngược lại, đều được cả. Tôi sẽ bắt đầu từ giữa, nơi có bức tượng con bò mập trên một cái bệ rất lớn. Con bò là bạn đường trung thành của thần Shiva. Chắc các bạn đã thấy con bò này nhận tất cả các loại đồ lễ, hoa, quả, hương. Có thể tưới rượu cúng lên đầu con bò nữa, vì ở đây có một chiếc khăn ẩm phủ lên trên con bò, nên tôi đoán tôi không phải là người đầu tiên làm việc này. Ngoài ra còn có thể cúng đồ lễ lửa. Để làm vậy cần phải thắp đèn lên. Chúng ta phải tìm cách nào đó để thắp đèn lên. Khi cầm cái đèn trong tay như thế này, ta phải làm một động tác quay 7 lần trước đầu con bò. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta để một cây hương lại cho con bò, còn quả dừa thì tôi sẽ mang đi. Bây giờ tôi sẽ tới đền thờ một trong những vị thần của Ấn Độ giáo mà tôi thích nhất, thần Hanuman. Có thể kể rất nhiều điều thú vị về vị thần này, nhưng tốt hơn là nên tìm đọc trường ca cổ của Ấn Độ. Để báo trước cho các vị thần biết về sự viếng thăm của mình, cho họ khỏi giật mình, cần phải gõ một hồ chuông treo vào lối vào. Tất cả những người nào làm công việc có liên quan đến sự di chuyển như nghề lái xe, lái taxi, thủy thủ, ngư dân, những người đi chu du đều tìm đến thần Hanuman để cầu xin sự che chở. Mavriki tuy là một hòn đảo không lớn lắm, nhưng tôi nghĩ rằng sự che chở của thần Hanuman đối với chúng ta cũng sẽ không thừa. Có lẽ hình dung của tôi đối với vị thần này hơi khác một chút. Tôi để lại một cây hương, vài quả chuối và quả dừa cho thần Hanuman. Tôi cho rằng vị thần này sẽ thích những thứ đồ cúng này. Trong đền hẳn có dụng cụ để bổ dừa. Nước dừa ta đổ xuống dưới chân thần Hanuman. Các bạn hãy để ý đến tư thế ngồi của thần. Trong yoga, đó là tư thế cho biết vị thần này đã bước ra khỏi trạng thái thiền. Một chân đã chạm đất để sẵn sàng tới giúp những ai cầu xin sự giúp đỡ của thần. Trong ngôi đền lớn nhất, Makhesnavanath, có bảy linga chính của Mavriki. Linga là biểu tượng mô phỏng một cách tượng trưng bộ phận sinh sản của thần Shiva, vì Shiva không chỉ là vị thần phá hủy, mà còn là vị thần mang lại sự sống. Vị thần này luôn sẵn sàng tặng giống của mình để tạo nên sự sống mới. Người Ấn tưới nước cho chiếc linga này, trang trí bằng hoa và quả. Tôi cũng để đồ lễ của mình lại đây, hy vọng rằng đồ lễ của tôi sẽ được nhận. Trong các ngôi đền Ấn Độ giáo, người ta thường bỏ một ít tiền công đức ở lối ra. Trong trường hợp này, tôi hy vọng là toàn bộ số tiền thu được sẽ được chi vào việc trùng tu quần thể Makhesvanath. Đảo Mavriki tự cung ứng được tới 90% lương thực thực phẩm. Có cảm giác như ở đây chỉ cần cắm cái que xuống đất, nó cũng bén rễ mọc thành cây được.
Mavriky không chỉ là miền biển ấm áp và những bãi biển sạch sẽ. Trên đảo còn có hàng chục khu vườn quốc gia, công viên quốc gia và vườn thực vật. Nổi tiếng thế giới có vườn thực vật của thành phố Pamplimousse. Dường như tất cả các loại thực vật nhiệt đới trên hành tinh này đều có mặt tại 25 hectare của vườn thực vật này vậy. Bộ sưu tập cọ trong vườn thực vật Pamplimousse cực kỳ phong phú. Cọ chai, cọ voi, cọ quạt, cọ cá sấu. Riêng tên gọi của chúng đã nói lên tất cả rồi. Đây, còn có thêm một loài cây có cái tên biết nói nữa. Đó là cây lữ khách. Loài cây này tích tụ nước mưa bên trong thân cây. Trước đây, các lữ khách khát nước đều làm thế này. Họ khoét một cái lỗ trên thân cây và hứng thứ nước được chảy từ đó ra. Tôi cũng sẽ học theo họ cho tỉnh người lại. Bất cứ ai cũng có thể thấy, Mavriky là một địa điểm hoàn toàn độc đáo vô song. Nếu như họ không lười biếng nằm ườn trên bãi biển suốt cả kỳ nghỉ tại đây, để đi khắp hòn đảo và làm quen với tất cả các di sản của hòn đảo này là một điều không khó. Các bạn hãy tin tôi, các bạn sẽ không cảm thấy tiếc thời gian và tiền bạc đã bỏ ra đâu.